bìm dán NATEN đệm bông mềm mại, khô thoáng tức thì, đối với các bậc phụ huynh, nhất là những ông bố bà mẹ trẻ thường lo ngại hoặc gặp băn khoăn khi vệ sinh và chăm sóc cho con nhỏ. Bìm dán cao cấp Netin đến từ thương hiệu tin của Bỉ sẽ không chỉ giúp bố mẹ bớt lo lắng trong vấn đề vệ sinh cho con mà còn giúp tiết kiệm thời gian và cũng giúp bé thoải mái suốt cả ngày. Bìm dán cao cấp được cấp rất nhiều chứng nhận bởi Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ EU như chứng nhận ISO 10993 đến 5. Phép thử độc tính tế bào in vitro, chứng nhận CCC an toàn cho người tiêu dùng, chứng nhận CE. Liên minh châu Âu cho phép lưu hành tự do, chứng nhận FDA, Cục quản lý dược phẩm Hoa Kỳ. Chứng nhận SFI, nguyên liệu tự nhiên an toàn, chứng nhận QA kiểm soát chất lượng đã chứng minh sản phẩm đã được trải qua rất nhiều quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và độ an toàn trước khi tung ra thị trường. Sản phẩm được sản xuất từ 100% sợi bông hữu cơ, không có hợp chất lo giúp giảm kích ứng cho bé. Cùng với đó với độ mỏng 2mm và công nghệ thấm hút GP3 cực tốt không những thoáng khí mà còn thấm hút cực tốt. Đặc biệt, bìm còn có mùi hương cỏ tự nhiên giúp khử mùi vượt trội, bìm còn có vạch báo chống tràn giúp các phụ huynh có thể thay bìm cho bé kịp lúc. Đảm bảo vệ sinh cho bé, đây chắc chắn sẽ là sản phẩm hứa hẹn mang đến cảm giác an bìm cho các ông bố bà mẹ khi lựa chọn để chăm sóc cho bé. Ưu điểm của bìm dán NATEN được sản xuất từ 100% sợi bông hữu cơ vô cùng mềm mại với làn da nhạy cảm của bé. Độ mỏng 2mm và công nghệ thấm hút GP3 cực tốt với sợi bông với công nghệ polymer siêu thấm và công nghệ đa lớp ADL. Có mùi hương cỏ tự nhiên giúp khử mùi vượt trội, vạch báo chống tràn giúp các phụ huynh có thể thay bìm cho bé kịp lúc. Không có hợp chất lo giúp không gây kích ứng da cho bé, mềm mại và thoáng khí rất tốt cho da của bé bề mặt được thiết kế theo kết cấu dập nổi giúp hạn chế tổn thương cho da bé suốt ngày dài. Bìm dán NATEN có những size nào? Bìm dán Netin đa dạng size từ S đến XL, mẹ có thể thoải mái lựa chọn kích cỡ phù hợp nhiều cân nặng của bé. Size SNB 5kg, 56 miếng, độ thấm dấu lớn 600ml, size M 4 đến 9kg, 48 miếng, độ thấm dấu lớn 750ml, size L 7 đến 14kg, 44 miếng, độ thấm dấu lớn 900ml. Size XL 12 đến 20kg, 40 miếng, độ thấm dấu lớn 1000ml. Đối tượng sử dụng: bỉm dán cao cấp siêu thấm hút nến tin có thể sử dụng cho trẻ từ 5 đến 20kg. Ba mẹ yên tâm lựa chọn kích cỡ phù hợp với bé nhà mình nhé. Giới thiệu thương hiệu NATEN. tin thương hiệu bìm bì một trong những tập đoàn sản xuất các sản phẩm tã bìm, giấy vệ sinh. Cho mẹ và bé lâu đời từ những năm 1990, đạt tiêu chuẩn, có đầy đủ chứng nhận FDA Hoa Kỳ. CE, và đang lưu hành tại châu Âu, nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc, Made in PRC ở Hồng Kông. Công ty Netin có trụ sở tại Ever New York Zlemacher 9, 1348 Louvain neuve Vlaam Raban, Belgium và là một trong rất ít thương hiệu bỉm nhận được nhiều chứng chỉ chứng minh độ an toàn cho sức khỏe người dùng.